Xin chào các anh yêu thích phụ kiện xì gà đẹp của Ame Shop. Thì video ngày hôm nay Ame Shop sẽ giới thiệu với các anh một chiếc bao đựng xì gà siêu nhẹ luôn các anh nha. Có thể nói là nhẹ đến mức mình có thể dùng từ là cầm như không cầm các anh ạ, bởi vì nó quá là nhẹ luôn đấy ạ. Cực kỳ nhẹ, với mã hàng là LA4002. Mã sản phẩm em có để trên góc trái màn hình. Thì khi gọi điện đặt hàng, các anh mình vui lòng nhớ đúng mã sản phẩm để bên em giao đến nơi đúng hàng, tránh mất thời gian của các anh nhá. Mã sản phẩm là LA4002. Các anh mình lưu ý nhớ mã giúp em các anh nhá. Một chiếc bao đựng gì ra, rất là nhẹ luôn các anh ạ. Cực kỳ nhẹ, mình có thể bật chế độ Full HD lên để mình có thể quan sát chi tiết từng góc cạnh của mẫu bao đựng này giúp em các anh nha. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đến từ thương hiệu La Fuli. Rất nhẹ luôn các anh nha, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Mẫu này thì các anh mình có thể chứa được khoảng 3 điếu xì gà. Rất là đẹp. Có gam màu đen cực kỳ là sang trọng cũng như là cực kỳ đẳng cấp luôn đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Thì cái kích thước điếu xì gà của chúng ta dài đến đâu thì cái mẫu này đều có thể đáp ứng được các anh nha. Nếu mà dài thì mình có thể để tầm này, hoặc ngắn hơn thì mình có thể thu nhỏ lại, hoặc là ngắn hơn nữa, hoặc là những điếu xì gà của các anh mình thì bị cắt đôi ra, hoặc là nó ngắn hơn nữa thì mình có thể thu nhỏ lại như thế này. Rất là ngắn, cực kỳ tiện đúng không ạ? Rất là gọn gàng, giúp các anh có thể tiết kiệm diện tích khi mà mình đi du lịch cũng như là hoặc là mình đi di chuyển ra ngoài thì rất là tiện, cực kỳ gọn gàng. Và cái trọng lượng thì quá là nhẹ luôn rồi. Không cần nói gì đến mẫu này thì nói về cái trọng lượng của nó thì nó quá là nhẹ luôn các anh ạ. Mình cầm như không cầm luôn. Em cầm có cảm giác như nó rất là nhẹ, nó như kiểu là không có cái gì ở trên tay mình luôn các anh ạ. Rất là nhẹ. Chất liệu của mẫu này thì được làm từ sợi carbon các anh nha. Rất là chất lượng, cũng như là tạo nên cái vẻ đẹp rất là doanh nhân cho các anh. Họa tiết vân carbon rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Thì rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ là sang và cũng như là mang lại rất là nhiều lợi ích cho các anh khi mà mình sử dụng. Thiết kế gọn nhẹ cũng như là sang trọng, chứa được 3 điếu xì gà giúp các anh mình có thể mang theo khi mà mình ra ngoài hoặc là mình di chuyển. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cực kỳ đẹp và cực kỳ sang luôn. Còn lý do gì mà chúng ta không lựa chọn một mẫu bao đựng siêu nhẹ như thế này để cầm? Quá tuyệt luôn đúng không ạ? Anh nào mà mình kết mẫu bao đựng xì gà siêu nhẹ này đến từ thương hiệu La Fuli này thì mình có thể comment số điện thoại ở bên dưới. Ame Shop sẽ liên hệ lại tư vấn cũng như là giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc để tiết kiệm thời gian của các anh thì mình có thể chủ động liên hệ các số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình giúp em các anh nha. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều ạ.